Chờ tua không phải chờ
Hãy là con trun. Con trun thì mà đã mà ngắn được lù được con trối. Mày con yên đồ mèo, tao biết con chi rồi. Con chi. Con biết con chi rồi. Đơn giản thôi. Tạm chia đôi băng mây. Tưởng cũng như khổ lắm. Băng bồn cho mày nữa. Có đáp án nào được không? Chứ có đáp án muốn nữa bạn ơi. Bị rơi. À, quên đi đâu mẹ. Bị nghe đây. Nếu chia dòng kết quả sẽ bằng ba, chia ngang số bằng kết quả lại bằng không. Toán của tuổi thơ muôn màu là vậy, còn nhiều điều hay học vui biết mấy. Một màn đổi đáp bằng dân ca thật là hay. Các em ơi, vừa học vừa chơi đem lại cho chúng ta bao nhiêu điều thú vị. Cô đặt niềm tin vào những tài năng trẻ, chắc chắn mai nay các em sẽ thành danh. Cô muốn các chăm chỉ học hành, vâng lời mẹ cha, cùng thầy yêu bạn, yêu câu hát dân ca nhắm vào tôn di sản, để vì dặm quê mình vang đến tận muôn nơi. Thông minh, không những hát dân ca rất hay mà lại đối đáp rất là nhanh nhẹn. Cô tin rằng chúng ta sẽ thành công trong cuộc thi dân ca sắp tới. Nào các em, chúng ta hãy cùng hát vang những làn điệu dân ca quê nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha rơi thì ai có mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới nhành lúa phường đồ, tháng sách mờ tráng đời. Nhìn ánh mắt đàn em ta rạng rỡ nụ cười, dâng trào một niềm vui của thầy cô con nguyện làm kiếm con tâm rút ruột nhà tơ. Dưới mái thương thân yêu ấm tình thầy cho tôi đổi sang từ chúng đó tới về muôn niềm tới mái thương lao nhiệt tình tâm nguyện đó rồi.